đây thì hầu như ngày nay người ta lại ít sử dụng bút mực nữa, bởi vì đây là bút bi nước. Viết chúng ta nhìn cái nét mực rất uyển chuyển, màu nước rất là lấp lánh, nhìn ánh ánh y chang như là bút bút máy vậy. Nhưng mà bút máy á, chúng ta phải hay bị dính mực nè, và hay bị hư ngòi, rất là dễ bị tà ngòi. Hồi xưa đi học cũng vậy, bút máy mà mình bơm mực mình viết một thời gian ngòi rất là dễ bị tè, hoặc là đỡ lỡ mà chúng ta rớt xuống cắm cái ngòi xuống nó bị hư, thì mà khi hư rồi á không xử lý được, khó lắm. Mà nếu như chúng ta thay ngòi thì đối với mình sử dụng cái ruột của mon lăng thì sẽ rất là khó, bởi vì cái ngòi bút máy nó dính nguyên cái cụm, mà mỗi cái bút mon lăng hiện tại bút máy người ta sản xuất không nhiều, và kể cả các hãng khác cũng vậy, bút máy họ không sản xuất nhiều thông dụng bằng bút bi, và bút bi thì nó sẽ đa dạng hơn.